Đây là cái cảo D104. D104 thì tải trọng của nó là 5 tấn. Tải trọng nó khả năng móc của ba cái càng này ra là 5 tấn. Và đường kính mở lớn nhất của nó là 127. Tức là đường kính của này nó mở là 127. 127 bạn hiểu là có nghĩa là nó sẽ cạp được cái vòng bi. Vòng bi như thế này. Thì cái D104 nó sẽ cạp được cái vòng bi có đường kính ngoài lớn nhất của nó là 127. Tức là độ mở ngàm của nó. Mở của này ra. Nó sẽ cạp được cái vòng bi có đường kính lớn nhất là như thế. Khi mà mình mở hết nó ra. Đó. Nó sẽ cạp được tới đường kính 127 mm. Và độ với tức là từ cái mép, từ cái đầu trục đi vào, là đi vào đến bên trong, nó biết được từ cái đầu trục này đi vào đến cái vòng bi, cái đường đến cái đường cái mép bên trong của cái vòng bi, cái độ với của nó sẽ là 102, tức là 1 tấc 02. Độ với đó là cái đầu thay đổi của cái đầu ti này. Tưởng tượng là khi mà đưa lên đây nó sẽ về, nó sẽ móc vào cái vòng bi như này. Đây là model D104. Thank you.